Mai Phương kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi tổng hợp tin dịch bệnh virus Corona tối 9 tháng 6 năm 2020 của báo Thanh Niên. Những ngày vừa qua, chúng ta đã đón nhận nhiều tin vui từ các ca bệnh COVID-19 nặng ở Việt Nam. Bệnh nhân 19 điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã khỏi bệnh và xuất viện sau những lần thập tử nhất sinh. Bệnh nhân 91, nam phi công người Anh, từng rất nguy kịch cũng đã có những phục hồi đáng kinh ngạc. Và hy vọng rằng trong các bản tin thường ngày thì Mai Phương có thể có cơ hội để cập nhật đến quý vị khán giả thêm nhiều thông tin tích cực nữa. Và đầu tiên, kính mời quý vị cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày 9 tháng 6. Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam chiều 9 tháng 6. Bệnh nhân 91, nam phi công người Anh, đã có thể ngồi dậy và đung đưa chân. Bảo hiểm chi trả viện phí cho người nước ngoài điều trị COVID-19 tại Việt Nam ra sao? Thủ tướng đồng ý cho karaoke, vũ trường hoạt động trở lại. Và đầu tiên, kính mời quý vị theo dõi thông tin mới nhất cập nhật tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam đến chiều 9 tháng 6. Bản tin lúc 18 giờ ngày 9 tháng 6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, cả nước chỉ còn 9 bệnh nhân dương tính với COVID-19. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong ngày, có một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 326, bệnh nhân nữ 20 tuổi, tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã chữa khỏi cho 317 trên tổng số 332 bệnh nhân, chiếm 95,2% tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam. Trong đó, 49 trên 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi. Hiện còn 15 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế, đa số đều có sức khỏe ổn định. Tính đến chiều ngày 9 tháng 6, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị và theo dõi sức khỏe, hiện có 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 3 bệnh nhân có kết quả âm tính từ 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 9 bệnh nhân dương tính với COVID-19. Về số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 8.182, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 141, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 7.093, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 948. Trong video do trưởng ban bảo vệ sức khỏe Trung ương Nguyễn Thị Kim Tiến quay lại, nam phi công người Anh, bệnh nhân COVID-19 thứ 91 ở Việt Nam, đã có thể ngồi dậy và đung đưa chân theo hiệu lệnh của bác sĩ. So sánh giữa hình ảnh này với tình trạng của chính bệnh nhân cách đây khoảng một tháng, có lẽ ít ai ngờ được rằng bệnh nhân 91 lại hồi phục nhanh đến như thế. Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, sau hơn 5 ngày cai ECMO, ngoài việc có thể đung đưa chân, bệnh nhân 91 đã tự viết vào bảng và tự bấm nút điều chỉnh độ cao của giường bệnh. Ngoài ra, tình trạng phổi của bệnh nhân cũng đã khá hơn. Kiểm tra cũng cho thấy loại vi khuẩn gây viêm phổi khó điều trị hiện đã âm tính. Chức năng thận đã hồi phục tính từ 27 tháng 5 đến nay. Phổi của bệnh nhân trao đổi oxy khá hơn, bệnh nhân đang được tập cai máy thở dần. Cùng với đó, bệnh nhân đáp ứng với kháng sinh, kháng đông, đã giảm sốt. Tình trạng chứng bụng của bệnh nhân giảm đã bắt đầu cho ăn qua đường tiêu hóa, kết hợp dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch. Các bác sĩ cũng tiến hành tập vật lý trị liệu cho người bệnh 2 lần một ngày, điều chỉnh nước điện giải và săn sóc vết loét cùng cục. Bệnh nhân 91 hiện đã trải qua 83 ngày điều trị và là bệnh nhân COVID-19 có số ngày điều trị dài nhất ở nước ta. Trong đó, quá trình điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 22 tháng 5, tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Chợ Rẫy từ chiều muộn ngày 22 tháng 5 đến nay. Kết luận cuộc họp thường trực Chính phủ sáng 9 tháng 6 về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường hoạt động trở lại, đồng thời giao Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 công bố các vùng an toàn để mở lại các đường bay quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định kết quả phòng chống dịch của Việt Nam thời gian qua là rất đáng trân trọng. Gần 2 tháng qua đã không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, giúp toàn dân yên tâm, vui mừng. Về quan điểm phát triển trong giai đoạn này, Thủ tướng nêu rõ phải đảm bảo an toàn để phát triển bền vững trong tình hình bình thường mới. Trong phát triển, phải xem xét, nghiên cứu tình hình thế giới và liên hệ với tình hình Việt Nam, đặc biệt nước ta là nước hội nhập sâu rộng. Thủ tướng nhấn mạnh cần quan tâm việc phòng chống dịch COVID-19 trên các tuyến biên giới đường bộ, đường biển, đường hàng không, các cửa khẩu. Bên cạnh đó, việc đưa chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài về nước là cần thiết và phải ứng xử nhân văn, tạo mọi điều kiện để phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội trong điều kiện bình thường mới.
Đồng ý với các đề xuất tại phiên họp cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ vũ trường và karaoke, nhưng Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an và các cơ quan chức năng phải kiểm soát những hành vi vi phạm pháp luật tại các cơ sở này, đặc biệt là buôn bán, sử dụng ma túy. Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc thanh toán chi phí điều trị COVID-19 cho các bệnh nhân nước ngoài, hầu hết các bệnh nhân quốc tịch nước ngoài điều trị COVID-19 tại Việt Nam đều mua bảo hiểm du lịch và được các hãng này chi trả chi phí điều trị COVID-19 tại Việt Nam. Trung bình, chi phí điều trị một bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2 là 20-45 triệu đồng. Bệnh viện sẽ không trừ trực tiếp số tiền bảo hiểm ngoài chi trả vào viện phí như một số bệnh viện quốc tế, mà bệnh viện làm báo cáo y tế và gửi thông tin chi phí chi tiết cho đại diện hãng bảo hiểm. Sau đó, hãng bảo hiểm sẽ xác nhận số tiền họ trả cho bệnh nhân là bao nhiêu và bệnh nhân phải trả bao nhiêu. Ngoài ra, các hãng bảo hiểm còn chi trả cả chi phí gia hạn visa. Ngoài bệnh nhân 91, hiện nay đang được hãng bảo hiểm xem xét hồ sơ. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, có hai bệnh nhân nguy kịch mang quốc tịch Anh được hãng bảo hiểm du lịch chi trả. Cụ thể, bệnh nhân 26, bệnh nhân nam, 69 tuổi, quốc tịch Anh, điều trị từ ngày 8 tháng 3 năm 2020 đến ngày 14 tháng 4 năm 2020. Tổng chi phí đã được hãng bảo hiểm thanh toán là 538 triệu đồng. Bệnh nhân 23, bệnh nhân nam, 74 tuổi, quốc tịch Anh, vào viện ngày 8 tháng 3 năm 2020 đến ngày 13 tháng 4 năm 2020, tổng chi phí là 284 triệu đồng. Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế, bệnh nhân 30, bệnh nhân nữ, 66 tuổi, quốc tịch Anh, điều trị từ ngày 8 tháng 3 năm 2020 đến ngày 7 tháng 4 năm 2020. Tổng chi phí được bảo hiểm thanh toán viện phí là hơn 333 triệu đồng và một số chi phí khác khoảng 7,6 triệu đồng. Liên quan đến bệnh nhân 91, nam phi công người Anh đã điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh và hiện là Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh. Tiểu ban điều trị cho biết hiện nay bệnh nhân đang được hãng bảo hiểm xem xét hồ sơ. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết riêng chi phí điều trị cho phi công người Anh tại bệnh viện này là khoảng 3,5 tỷ đồng. Bệnh viện đã làm việc với đại diện công ty cung cấp bảo hiểm cho bệnh nhân về việc trả chi phí này. Cũng theo tiểu ban điều trị, tính đến nay, Việt Nam đã có 49 trên 50 bệnh nhân quốc tịch nước ngoài được công bố khỏi bệnh. Hiện nay, cả nước chỉ còn duy nhất một bệnh nhân là bệnh nhân 91 phi công người Anh vẫn đang trong tình trạng nặng, được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, cho đến nay thì thuốc đặc trị và vaccine phòng COVID-19 vẫn đang trong quá trình nghiên cứu của rất nhiều quốc gia, tổ chức trên thế giới. Và nhiều chuyên gia đánh giá, cho đến khi tìm ra một loại thuốc điều trị hiệu quả và một loại vaccine an toàn thì thế giới mới có thể bắt đầu nghĩ đến chuyện đẩy lùi hoàn toàn đại dịch này. Và đầu tiên, Mai Phương mời quý vị cập nhật những con số về ca nhiễm, ca tử vong và số ca hồi phục ở những điểm nóng của đại dịch COVID-19 trên thế giới. Theo số liệu cập nhật từ Đại học Johns Hopkins, tính đến 18 giờ chiều 9 tháng 6 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã có hơn 7.138.885 ca nhiễm COVID-19 với 406.925 ca tử vong và 3.311.738 ca hồi phục. Tại Mỹ, ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới, số ca nhiễm đã lên đến 1.942.363 ca, 111.007 người trong số đó đã tử vong và 518.522 ca khác đã hồi phục. Quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 nhiều thứ hai thế giới là Brazil, đến nay đã ghi nhận 707.412 ca và 37.134 người đã tử vong, cùng 378.257 trường hợp khác đã hồi phục. Đến nay, ổ dịch COVID-19 lớn thứ ba thế giới là nước Nga đã ghi nhận 484.630 ca nhiễm và 6.133 ca trong số đó đã tử vong, cùng 241.917 ca khác đã hồi phục. Nước Anh có 288.834 ca nhiễm COVID-19 và 40.680 người tử vong. Ổ dịch COVID-19 lớn nhất châu Á là Ấn Độ đến nay đã ghi nhận 267.614 ca nhiễm, 7.207 ca đã tử vong, cùng 124.095 ca khác đã hồi phục. Tây Ban Nha ghi nhận hơn 241.717 người mắc COVID-19 và hơn 27.136 người tử vong. Vừa rồi là những thông tin tổng hợp trong ngày về diễn biến dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam và trên thế giới. Mai Phương hy vọng quý vị vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cho bản tin của Báo Thanh Niên bằng cách bấm đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên, đồng thời bấm nút chuông để nhận thông báo và theo dõi những bản tin tổng hợp tiếp theo của chúng tôi. Và bây giờ Mai Phương xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.